Kính bạch Thầy, nhà con có trồng hai cây ở trong sân để làm cảnh. Đến nay cũng đã hơn 8 năm. Vì cây to và chiếm nhiều diện tích của sân quá, nên con đã di rời một cây ra ngoài cổng. Từ khi đó, thì gia đình con bỗng nhiên gặp phải rất nhiều chuyện không may. Giờ chuyện đã lỡ, xin Thầy giúp đỡ cho con. Con phải làm gì để gia đình con được an ổn trở lại như trước ạ? Bây giờ vợ chồng con muốn xây nhà rộng ra vì cháu nhà con sắp cưới vợ, nhưng lại vướng một cây còn lại ở trong sân. Con không biết nên xử lý thế nào. Kính xin Thầy chỉ dạy cho con. Con xin tri ân công đức của Thầy. À, đây là bạn Thịnh An. Bạn gửi câu hỏi về cho Thầy về cái việc chặt cây, di chuyển cây, mà những cái cây lớn ở trong đất nhà nó ra làm sao. Trong sân nhà bạn có hai cái cây cảnh đã trồng 8 năm, nó đã lớn rồi. Thì hôm trước là bạn ấy di một cái cây đi ra cổng. Sau khi di rời cái cây ra cổng thì nhà bạn xảy ra liên tục những cái việc không may. Bạn rất là lo lắng. Thế bây giờ bạn hỏi là làm sao đây? Rồi bạn lại phải xây nhà, chuẩn bị xây nhà vì con trai sắp lấy vợ. Thế thì lại vướng cái cây kia còn lại, làm thế nào đây? Rất là lo lắng. Thế Thầy xin chia sẻ với bạn Thịnh An và đại chúng về câu chuyện chặt cây, chuyển cây nha. Thì kính thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật dạy rất là rõ. Ở thế giới này có các cõi giới, và đặc biệt là có cái cõi giới của quỷ thần, các vong linh, quỷ thần, chư thiên. Và trong các cái cây cối của chúng ta cũng có vong linh, quỷ thần, chư thiên người ta trú ngụ. Mà trong kinh Đức Phật còn nói là một cái cây bằng cái xe điếu thôi cũng có thể có quỷ thần họ trú ngụ, nương gá. Đấy, cho nên không chỗ nào không có. Ở thành quách cũng có, ở nhà cũng có quỷ thần. Đó. Và cao hơn ấy là bốn vị thiên vương, gọi là tứ thiên vương, cai quản bốn châu thiên hạ. Đấy. Thế còn những vị chư thiên, gọi là chư thiên cư địa, họ có thể ở ngay trong nhà mình, ở trên mái nhà mình, phải không? Ở cổng nhà mình. Đại chúng đang nghe một cái vị nữ, một vị thiên nữ mà trú ngụ ở nhà của ông Cấp Cô Độc đấy. Khi vị này thấy ông Cấp Cô Độc cứ xuất vàng xuất của ra để mà cúng dường Phật, xây tinh xá, vị sốt ruột quá mới hiện ra, mới nói với ông Cấp Cô Độc: thôi đừng xuất của nữa, ông sắp hết của nơi rồi đấy. Đó. Thế vị này thì tiếc của cho ông Cấp Cô Độc vì mình ở nhà ông mình cũng thấy có trách nhiệm. Thấy ông lại dại quá, cứ khuân hết của đi cúng Phật ấy. Vàng, xuất bao nhiêu kho vàng đi để mua đất cúng Phật ấy. Thì bà thiên nữ lại bán sốt ruột, đúng là tính đàn bà, làm chư thiên rồi mà vẫn cái tính đàn bà, vẫn còn keo kiệt. Không keo kiệt lắm nhưng mà thấy ông xuất nhiều quá. Thưa đại chúng, xuất đến 54 triệu đồng tiền vàng, có ít đâu. Đồng tiền vàng mà chắc mỗi một đồng tiền vàng cỡ cây vàng bây giờ. Thì đại chúng, 54 triệu cây vàng nó khủng khiếp đến chừng nào, biết bao nhiêu tiền. Bà sốt ruột quá. Thế là bà hiện ra bảo: thôi ông ơi, ông đừng xuất nữa, ông sắp hết rỗng hết kho rồi đấy. Thế thì bà tưởng là nói thế là ông này cũng sẽ đồng tình với mình. Đâu ngờ ông Cấp Cô Độc ông quay lại, ông sừng, ông mắng trong trận. Ông bảo: ngươi là cái đồ ti tiện, đi ra khỏi nhà ta đi, không cho ở đây nữa. Ông mắng trong trận. Thế khi mình đại chúng biết ông Cấp Cô Độc lúc ấy là ông đã là vào sơ quả Tu Đà Hoàn rồi. Ông quở một cái là thôi, bà này lập tức là phải rời ngay. Tự nhiên là các vị thiên khác người ta đến ta đuổi. Thế là bà mới chạy lên trời Tứ Thiên Vương thì cũng bị trời Tứ Thiên Vương quở cho một trận. Lại chạy lên Đao Lợi Thiên, lại bị Đao Lợi Thiên quở cho trận nữa. Và cuối cùng là Đế Thích là bắt: bây giờ ngươi chuộc tội là phải về. Thứ nhất là đi tìm các cái kho báu ở trong đất này chỉ cho ông ấy, để ông đến ông lấy. À, rồi ra biển xem tất cả những cái chỗ nào mà có những cái kho báu, hay là những cái tàu biển ấy mà nó bị đắm chìm, nó có kho báu thì chỉ cho ông biết để ông ra ông lấy. Đấy. Rồi tất cả những ai mà còn nợ lần ông ấy thì tìm để yêu cầu họ đến trả nợ cho ông ấy. Thưa đại chúng, thế cho nên khi ông Cấp Cô Độc của ông cúng dường Đức Phật và chúng tăng mà hết tất cả số vàng số của ông, ông trở thành cái người gọi là khánh kiệt hoàn toàn luôn. Nhưng mà sau đó nhờ cái bà thiên nữ này về, bà mới chỉ cho ông. Thế là ông đi là ông cứ thấy ông khai thác
không lấy lại được bao nhiêu tiền của lại có hết nữa, thưa đại chúng, đủ hết đấy. Đấy, thưa đại chúng nhé. Thế ở đây Thầy nói là cái vị thiên nữ này, họ ở trên nhà luôn, ở ngay trong nhà mình luôn. Thế chứ có những vị thần họ trú ở cây, và những cây lớn thì rất phần nhiều là có các vị thần. À, cho người ta nói là cây đa có thần, cây thị có ma, cây đa có thần. Nó ở chỗ đấy. À, những cây lớn là chắc chắn có thần. Đại chúng nghe cái câu chuyện về ngã quỷ Nandaka đấy. Ông này trước đây là một tướng quân chết, phải không? Thế sau đáng nhẽ ông bị đọa, nhưng nhờ con gái của ông ấy chỉ cúng dường đến chúng tỳ kheo có một ít nước thôi, nước uống đó, và hồi hướng phước báo cho ông ấy. Thế mà ông được từ cái chỗ gọi là một ngã quỷ đói khổ mà ông được sinh là một vị thần ở một cái cây rất lớn ở trong cái khu rừng này. Thế mà về sau thì là có đoàn của vua đi qua đấy, rồi mới được cái vị thần này vị cúng dường bánh trái cho vị thần cây á, vị này làm thần ở một cái cây rất lớn nhé. Như vậy chúng ta biết rằng ở trong cái thế giới vô hình này có rất nhiều các cái tâm linh, và nhất là những cái cây cối mà cây cối lớn thì đều có các vong linh, không có vong linh thì có các vị quỷ thần họ ở. Và đại chúng cũng đã nghe cái câu chuyện trước đây Thầy cũng từng kể đấy, nhà một cái anh này ở dưới Hạ Long đó, có cây đa ở trong sân nhà. Thế mà cậu có cậu con trai học đại học xong về nhà nằm ngủ thế nào mà đến trưa là con trai nó chết luôn, nó mất. Thế về sau mới thành ra biết là do cái vị thần ở cái cây đa ở trong nhà đấy là vị hại đó. Mà khi mà gia đình thỉnh Phật tử mình đến tụng kinh ấy, mà cái quỷ thần ở đấy nó nhiếp cho Phật tử của mình là nhắm mắt hết cả lại, ban ngày tụng kinh mà nhắm mắt hết lại, không mở được mắt ra. Đây là câu chuyện thật. Và đến khi mời Thầy xuống, mà Thầy đứng ở cái cây đa đấy, mà cái con quỷ này cũng còn nhiếp cả Thầy luôn, làm cho tay mình, chân mình tự nhiên giống như cứng lại, giống như là bị đông đá đấy, thưa đại chúng, gớm vậy đấy, chỉ còn cái mắt mình cử động được thôi. Và sau đó là Thầy cũng phải nhập vào cái quán từ bi đấy, khởi cái niệm từ giải tâm từ đến nó, tác ý Hà Nội. Thì lúc ấy bắt đầu tự nhiên thân mình bắt đầu mới rời ra, nó mới nhẹ ra, không bị nữa. Đó, và cái con quỷ đấy là con quỷ là một cái vị là người Tàu chết ở đó, thưa đại chúng, và nó có bùa chú ở đấy luôn, cho nên nó có cái sức mạnh rất gớm, không phải chuyện dễ đâu. Đấy nhé. Thế rồi, cái câu chuyện mà cái cây đa ở cái dự án xây dựng bệnh viện quốc tế ở dưới Hùng Thắng, ở Hạ Long mình là anh thế này. Đấy, ở đấy là gia đình của một Phật tử ở chùa mình đấy, nhà chú Thủy, cô Tùng đấy, chú Tùng, cô Thủy đấy. Cũng thế, cây đa đấy nó cũng có quỷ thần. Thế mà anh em vào giải phóng cây đa ấy, mãi cũng không được. Nó cứ xảy ra chuyện này, chuyện kia, rất là sợ. Thế cuối cùng thì cũng phải nhờ đến Phật tử chùa mình đến tụng kinh ra. Thế sau đó tụng kinh xong rồi thì làm lễ và chuyển được cây đa đi. Đó, và cây đa đang mang lên chùa mình trồng. Đó. Thế còn ở đây còn cái cây đa bây giờ, Thầy xin đọc cái bài báo này, người ta bài báo của báo Giáo dục Việt Nam, người ta viết về cái cây thị ở tại cái thành phố Móng Cái, Quảng Ninh này. Bài báo ở trên báo Giáo dục Việt Nam họ viết thế này: mọi máy ủi máy xúc cứ đến gần định triệt hạ cây thị thì lần nào cũng vậy, khi thì xích bỗng nhiên bị đứt, khi thì máy móc đang gầm rú bỗng nhiên chết lặng. Nhiều năm nay du khách đi qua cái khu vực trung tâm thành phố Móng Cái, Quảng Ninh đều không khỏi tò mò đặt câu hỏi vì sao trước trung tâm văn hóa, thông tin thể thao của thành phố lại có một cây thị lù lù án ngữ ở đó. Lạ một điều là khu vực trước đây đầy bóng cây xanh, nhưng kể từ khi quy hoạch thì chỉ duy nhất cây thị này là không ai dám đụng đến. Nay nó nằm trơ vơ giữa bãi đất trống thanh thang. Chuyện lạ này lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi cả khu vực đã hóa thành bãi đất trống thì riêng cây thị vẫn kiên cường bám trụ. Cây thị ở đây đấy. Bỏ phương án dùng máy móc di rời cây đi, người ta thuê nhân công để chặt gốc, nhưng mà có cho vàng cũng không ai dám đến dám chặt. Cuộc chiến giữa cây và máy tiếp tục giằng co. Cơ quan chức năng tiếp tục nhiều lần điều máy móc đến thì những chuyện lạ nêu trên cứ lặp lại xảy ra.
Đấy, ở đây nói là riêng trong năm 2011 thì chúng tôi đã 3 lần định rời cây này đi, một lần đầu năm, hai lần giữa năm, nhưng lần nào cũng thế, cứ tiến đến gần cây là tự dưng máy sẽ sinh bệnh. À, một cái anh quản lý ở đấy anh nói, một anh giám đốc trung tâm thì xác nhận thế này: một số cây cổ thụ lớn hơn, cây thị rất nhiều đã được di rời đi nơi khác, nhưng riêng cây thị thì bất di bất dịch. Người ta tuân thủ nguyên tắc có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, nên đã thắp hương xin cây nhiều lần, nhưng mà thần cây có lẽ không chấp nhận. Lúc đầu chúng tôi cho rằng là xe hỏng, là do máy móc hoặc có vấn đề từ người lái xe. Chúng tôi đã khắc phục bằng cách thay xe nhiều lần, đổi lái xe liên tục, vậy mà xe vẫn không sao đến gần cây được. Nếu có gần đến gần thì bỗng nhiên là chết máy, nhưng khi đưa xe đến khu vực khác làm việc thì máy này nổ ầm ầm, bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đấy, ông đây là ông Quảng, ông nói. Theo lời cái vị giám đốc trung tâm này thì thậm chí còn có lần xe đứt hẳn cả xích, khiến người ta phải thay toàn bộ xích mới cho xe. Có lần người lái xe hoa mắt khi đến gần cây bỗng nhiên rời vô lăng và nhảy xuống đất đi thẳng về. Nó tự nhiên là như vậy. Có người lái xe sau khi không tấn công được cây thì hoảng sợ nhất quyết xin chuyển công trình, không dám làm đấy nữa. Thế thì vậy tương lai cây thị sẽ ra sao? Thế thì chúng tôi thống nhất là phải giữ nguyên cây thị ở vị trí đó. Cái ông giám đốc cái trung tâm này ông nói. Đó, thế thì chúng ta mới thấy là đây là cái câu chuyện cái cây. Đó. Thế thì từ năm đó đến giờ thì thầy cũng chưa xuống Móng Cái, không biết xem là cái cây nó còn ở vị trí đấy không. Nhưng ở trên báo người ta viết đấy, báo Giáo dục Việt Nam. Thì chúng ta mới thấy quá thật nó có rất nhiều chuyện không thể hiểu nổi. Hiện nay thì ở gần chỗ bến phà cũ của Hồng Gai đấy, bến phà Bãi Cháy đấy, vẫn có một cái cây rất là lớn ở giữa đường. Mà khi mà thành phố sửa đường làm đường mới vẫn phải để nguyên cái cây đó, có ai dám đụng vào cái cây đó đâu. Không ai dám đụng vào. Cho những cái chuyện mà rất nhiều người sau khi chặt cây lớn xong thì bị tai nạn, có người thì bị phát điên phát khùng. Wow. Cái chuyện đó là đã từng xảy ra và nhiều. Thế cho nên bây giờ đụng vào cây lớn ta rất sợ. Cái dân mình thì có câu làm sao? Thứ nhất là phá sơn lâm, thứ nhì là đâm hà bá. Phá sơn lâm tức là chặt phá rừng, chặt phá cây. Thứ hai là đâm hà bá, tức là bắt cá dưới sông dưới biển đấy. Là hai cái người ta gọi là hai cái tội. Đấy, đâm phá sơn lâm và đâm hà bá, hai cái tội. Người ta sợ làm hai cái việc này nó khó có bền, khó được bền, mà hay bị những cái tai họa nó xảy ra. Đó. Thế thì ở đây để chia sẻ với bạn bạn Thịnh An này, thì thầy nói dài dài một chút để chúng ta mới thấy cái chuyện những cái cây cối, nhất là cây lớn, nó đều có quỷ thần ở đó. Chúng ta không nên vào là tự ý hay là một cách mà làm một cách coi thường, chặt phá bừa bãi. Cái này thì nó cũng là giúp cho chúng ta bảo vệ môi trường cho nó tốt, phải không? Chúng ta bị bão, bị lũ, rồi bị sạt lở ấy, trong những năm vừa qua nhiều ấy, chính là do chúng ta chặt phá rừng bừa bãi. Đấy, phá rừng bừa bãi cho nên là nó không giữ được nước, cho nên nó trở thành lũ ống, lũ quét thôi. Đó. Cho nên thực sự mà nói, tại sao Đức Phật của chúng ta là cái người mà rất yêu quý và bảo vệ môi trường. Đức Phật rất yêu quý là bảo vệ môi trường. Cho nên trong luật của tỳ kheo các thầy ấy, là không được vô cớ mà dẫm đạp, kể cả lên cỏ cũng không vô cớ đâu, mà dẫm đạp lên cỏ. Chứ đừng nói vô cớ mà đi chặt phá cây, nó phải có lý do gì đó. Thế mà trước khi chặt cây thì đều phải có bạch, có thông báo, báo với cái vị thần linh hay vị vong linh trú ngụ cây đó, và báo trước cho hàng tuần á, bạch lễ, nếu ấy mình gọi là bạch lễ hàng tuần, xin rằng chúng tôi được xin cái cây này, và chúng ta cũng nên tác phước cho cái vị thần linh ở đó. Tác phước tức là chúng ta cúng dường tam bảo, hồi hướng cho các vị vong linh thần linh ở đó, để họ có phước mà họ di chuyển đi các cây khác, thưa đại chúng. Nếu nó không có phước ấy, nó cũng không trú ngụ được vào cái chỗ nào, nó cũng mất nhà đấy, giống như mình bị mất nhà đấy. Mình đến chặt cây nó mất nhà. Mất nhà mà họ lại không có phước, không có phước thì họ cũng không thể vào được cái cây nào đâu, thưa đại chúng. Nó lạ vậy đấy, thế giới tâm linh nó cũng lạ lắm. Có phước thì giống như mình có phước thì có tiền đấy,
thì mới mua được cái nhà mới để mà ở. Phải không? Phải đền bù đấy. Phải đền bù cho người ta có nhà mới hay đền bù cái đất cho người ta. Đó, thế mà không có là người ta bị lang thang, là người ta quở phạt mình, quở trách mình. Đó. Đấy. Thế thì ở chỗ này nói cái câu chuyện này để cho chúng ta ý thức được cái việc thứ nhất ấy là bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường. Ở chùa mình thì thầy rất là quý cây, từng cái cây thầy rất là quý. Và chùa mình cũng trồng hàng vạn cây thông ở trên rừng này rồi để mà phủ xanh cái núi Ba Vàng. Và đại chúng có thấy không? Từ ngày có chùa mình đến ở đây á, thì cái núi Ba Vàng này nó ít bị cháy hẳn đi, đúng không? Đấy, trước đây là năm nào nó cũng cháy đen luôn. Năm nào cũng cháy. Mấy năm trước, những năm đầu thầy ra đây là năm nào rừng cũng bị cháy. Và năm nào cũng phải cùng với này công ty thông đi dập rừng. Gọi là dập rừng mà tả tơi cả người ra, thưa đại chúng. Rất là mệt, chứ không phải không. Nhưng mà phải nói rằng 7-8 năm gần đây là rừng ở chùa Ba Vàng rất là ít bị cháy, hầu như không bị mấy. Đó, hôm rồi có xảy ra cái vụ cháy một chút thôi, mà chắc là có thể do cái sự mà cái người đi rừng người ta hút thuốc hoặc gì đó. Đó, vì mùa khô thì cái nhân duyên cháy rừng nó nhiều nhân dân lắm. Thực sự thầy cũng thấy là cái việc mà để cho người đi rừng một cách tự do là cái mà rất dở, thưa đại chúng. Người ta lên rừng, người ta mang bật lửa hút thuốc, người ta hút một cái, người ta vứt cái tàn ra thôi là cháy ngay. Cái mùa khô hanh này nó rất là dễ cháy, chứ không phải không đâu, cực kỳ dễ cháy rừng, dễ lắm ấy, thưa đại chúng. Một que diêm mà vứt ra là cũng có thể cháy được cả cánh rừng luôn đó. Thế cho nên là cái này thì chùa mình đối với thầy là thầy cực kỳ là quý rừng quý cây, và muốn giữ rừng giữ cây cho tốt mà quý cây lắm. Ở nước ngoài thầy đi Ấn Độ đấy, dân Ấn Độ họ rất là quý cây, họ bảo vệ cây rất là tốt. Có những cái cánh đồng mà có những cái cây cổ thụ có lẽ phải hàng trăm năm rồi, thân cây rất to mà họ không hề chặt đốn đâu, họ không chặt cây. Ở cái thành phố New Delhi đấy, thưa đại chúng, là cả một thành phố là một giống như một rừng cây, đẹp lắm, thưa đại chúng. Cây xanh mướt mà thấy là toàn thấy bóng cây thôi, nhà ở trong bóng cây hết, rất là mát mẻ. Đó, cái thành phố New Delhi của Ấn Độ đấy rất là đẹp, cây xanh, chứ không như là mấy thành phố của mình cây xanh không có, toàn nhà là nhà thôi. Nó rất là ô nhiễm môi trường, nó rất là nóng, rất là nóng bức. Đó. Thế thì bây giờ liên hệ đến câu hỏi của bạn này. Thứ nhất thì là bạn đã lỡ di chuyển một cái cây rồi. Đây mới chỉ là di chuyển thôi, mà ngay sau khi di chuyển thì nhà bạn đã xảy ra những các cái điều không may mắn rồi. Thì tức là gì? Đã vi phạm rồi đấy, thưa đại chúng. Phạm vào cái chỗ ở của họ. Và đúng nhân đây thầy kể luôn câu chuyện ở chùa mình hồi năm ngoái đấy. Năm ngoái có một gia đình cô chú này ở Hoành Bồ, có chồng họ vào rừng, họ đánh về một cái cây gọi là cây sộp á, cây sộp để họ trồng nhà rất là đẹp. Thế mà có người đã trả, đến bây giờ là trả cả 1 tỷ rồi mà là cô chú này không bán. Thế thì hôm ấy là huyện Hoành Bồ họ tính mở đường thì mở đường lại đi qua đúng khu vực nhà cô chú này và đúng vào cái cây sộp này. Thế thì hôm ấy ở nhà mới họp bàn cái chuyện là phải rời cây sộp này đi đâu, tính xem rời nó đi đâu, chứ còn bán thì chưa muốn bán. Cũng sắp Tết rồi, để cho mọi người ngắm cảnh cho đẹp, cây sộp ấy đẹp lắm. Thế thì gia đình đang tính bàn cái chuyện rời cây sộp đi đâu, thì sau đó là anh chồng, anh chủ nhà tự nhiên là bị cái ông thần cây ông nhập vào. Ông nhập vào, ông lên miệng, ông nói luôn, không có rời đi đâu cả, đưa tao lên chùa. Thế lại chúng nhập vào, đưa tao lên chùa. Thế thì nhà lúc ấy thì cũng không biết đi chùa nào, thì cứ hỏi mấy cái chùa xung quanh đấy mà, thế đưa bạch ngài, chúng con đưa ngài lên mấy cái chùa này chùa kia. Thế lúc ấy cũng chắc chưa nhớ đến chùa Ba Vàng. Thế thì ngài đều lắc đầu cả, tức là ngài nhập vào anh chồng mà ngài lắc đầu đấy. Thế sau đó thì cô vợ có bảo, thế thì con nhớ rồi, thế con đưa cụ lên chùa Ba Vàng nhé. Thế là anh ấy gật đầu luôn, đưa tao lên chùa Ba Vàng. Đưa lại chúng. Thế và anh này bảo thế này, đúng 28 Tết phải đưa tao lên chùa Ba Vàng. Đấy, đúng 28 Tết mà hôm ý là hình như 22-23 Tết gì đấy. Năm ngoái này, Tết năm ngoái này, 22-23 Tết rồi. Thế thì
cả gia đình là nhất trí. Thưa với cụ là chúng con thấy nhất trí, dù gì thì đúng 28 Tết chúng con sẽ chuyển cụ lên Ba Vàng, lên chùa Ba Vàng. Thế là đúng ngày 28 thì gia đình là đánh cây chuyển lên Ba Vàng. Mà ngày hôm ấy cũng là cái ngày mà bùng phát dịch đấy, năm ngoái đấy, nó bùng phát dịch. Cho nên cả gia đình thuê xe tà phọc trở lên chùa, đi từ Hoành Bồ lên đến chùa mình là từ sáng đến chiều mới lên đến nơi. Vì phải qua các cái trạm kiểm soát dịch mà, nó rất là khó. Thế thì hôm ấy là đích thân thầy ở trong rừng thầy ra, vì thầy được các sư ở ngoài báo vào rừng là có gia đình cô chú này muốn cung tiến cái cây sộp rất là đẹp. Và gia đình tha thiết mong muốn là thỉnh sư phụ ra để sư phụ chứng minh cho và để mà chọn chỗ để trồng cây này. Thế là thầy phải ra, hôm thầy ra thì đúng là nhìn cây nó đẹp thật. Đó. Và thầy đã chọn trồng cái cây ở ngay bên chỗ sau cái phòng y tế đây này. Đó. Đấy, và cả gia đình hôm lên, gia đình cô chú lên và hoan hỉ lắm. Trồng cây xong cô chú còn phát tâm cúng dường. À, thôi hôm nay thế là con đưa được cụ về đây, cái cụ thần cây ấy về đây là con mừng à, con yên tâm. Đấy. Thế mà thầy cũng khấn mà tôi xin thần cây đây thì gia hộ cho tín chủ nhé. Tín chủ đã làm cụ tọa nguyện nên gia hộ cho tín chủ tốt lành, làm ăn mọi cái nó được tốt lành, gia đình được bình an. Đó. Thế đấy là câu chuyện rất thật đấy thưa đại chúng, chứ chùa mình đâu có biết gia đình cô chú này đâu. Đó. Thế mà gia đình cô chú lúc đầu cũng không nghĩ là chuyển cái cây chùa này lên chùa, mà tự cái cụ thần cây cũ lên miệng của anh chồng ấy, tự cụ nói đó. Đó. Chứ có phải là chuyện gì đâu. Đấy thì đại chúng thấy nó nhiều câu chuyện rất là lạ. Cho nên cái câu chuyện, cái cây sổ hôm nãy giờ thì nó đã mọc lá ra tốt tươi rồi. Thì trước khi chuyển lên chùa mình là phải cắt cành, cắt lá đi, vì nó to. Thế bây giờ nó đã, năm nay nó phát triển tốt rồi đấy. Thì đấy là nói chuyện về cây, để đại chúng thấy nhá. Thế thì gia đình bạn này khi rời cái cây đi, mà rời đi thì không biết đặt có đúng vị trí không, có đúng cái ý muốn của ông thần cây không, thì ông quả phạt đấy. Cũng giống như nhà cô chú ở Hoành Bồ này, muốn đem cái cây đi chỗ chùa này chùa kia nhưng mà ông không muốn, ông thần ấy không thích, tự ông lên miệng nói bảo mang đến chùa Vàng đó. Thế thì mang lên thì đúng ý ông thì ông hoan hỉ. Thế từ đây mình tự mình rời đi, không phải là chặt cây nhưng mà rời đi thôi đấy thưa đại chúng, mà cũng còn bị như vậy đấy đó. Thế thì bây giờ thầy thì chỉ nghĩ mà khuyên cho gia đình là thứ nhất ý, là nên làm cái lễ sám hối nhé, làm cái đàn sám hối với vị thần cây này. Thế và trong đàn sám hối nếu được thỉnh được chư tăng khai thị cho, những vị chư tăng có giới đức đến khai thị cho thần cây, gia đình tác phước cho thần cây nhé, chư tăng chú nguyện cho thì chắc là cũng sẽ ổn. Thế còn cái cây thứ hai này muốn đánh muốn rời đi thì cũng phải bạch trước, bạch lễ mà bạch cho thầy một tuần trước. Trong một tuần đấy không thấy hiện tượng gì xảy ra, ví dụ không nằm mơ thấy có chuyện gì nó giữ, hay là không, trong một tuần đấy không thấy bị cái hiện tượng ví dụ tự nhiên bị ngã hay bị gì gì đó, thì như vậy có thể là ổn, thì bắt đầu di chuyển. Và bạch, khi bạch chuyển là chuyển cây này đi đâu cũng phải bạch, bạch rõ con chuyển ra cổng hay quyển con chuyển ra sau nhà hay chuyển ra chỗ nào phải bạch cụ thể ngay trong cái buổi bạch khấn đầu tiên đấy nha. Chứ không phải là chỉ là con xin chuyển đâu, con xin chuyển cây ra ngoài cổng hay con xin chuyển cây ra đầu hồi ví dụ thế, phải bạch rõ. Trong một tuần đấy thấy ổn thì làm được. Trong việc bạch đấy chúng ta phải tác phước cho thần cây. Đấy, thế còn với cái cây mà đã chuyển rồi đó thì lập cái đàn để sám hối. Thế cho nên nếu được thì sẽ lập một cái đàn vừa để bạch chuyển cái cây sau này, vừa là để sám hối với cái vị thần cây trước. Cả hai vị nhé. Thì nó sẽ ổn thôi. Thầy tin tưởng là sẽ ổn. Khi mình biết Phật Pháp, mình làm đúng Pháp thì chắc các vị quỷ thần họ cũng hoan hỉ, họ cũng không chấp trước nhé. Đấy thì đấy là cái điều mà thầy chia sẻ với gia đình bạn này thì bạn nên làm. Đấy, chúng ta thấy cái thế giới tâm linh nó phức tạp lắm chứ không phải cái chuyện bình thường đâu nha. Ai mà nói là không có thế giới tâm linh thì sẽ gặp ngay đấy, không bị nhãn tiền luôn đấy chứ không phải chuyện thường đâu nhé. Thế cho nên thầy khuyên các Phật tử chúng ta biết được trong trời đất này không phải chỉ có loài người chúng ta, còn rất nhiều những người khuất mày khuất mặt vô hình chứ không phải chuyện thường nhé. Thì chúng ta tôn trọng cả. Đấy, trong bài kinh Vesali Đức Phật đã dạy đấy, Đức Phật thuyết nhiều bài pháp liên quan đến các việc chư thiên quỷ thần, những người phi nhân, chúng ta phải sống làm sao để cho họ hoan hỷ cả, sống làm sao để cho trời thần hoan hỷ thì mới tốt được, họ mới hộ trì cho chúng ta đó. Thế cho nên là thầy nhân cái câu hỏi của bạn này
Thầy chia sẻ để chúng nắm được, chúng ta thấy được, chúng ta hãy sống với một cái tâm thiện, với một cái tâm mà cung kính, tôn trọng tất cả, tôn trọng sự sống của muôn loài. Cái tâm đó chính là tâm Đức Phật dạy chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ được nhiều, nhiều an vui, nhiều lợi ích nhé. Thầy xin chúc đại chúng hiểu được Phật Pháp, để chúng ta sống trong cái cõi đời này được nhiều cái sự an lành. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.